Tập 29. Tâm Di, qua đây ngồi đi. Nè. Dạ, cảm ơn cậu. Cậu rót ly trà cho con, không cần đâu cậu. Lần trước, ở bệnh viện, sức khỏe con không tốt lắm, không được lễ phép với cậu, con muốn xin lỗi cậu. Con xin lỗi. Không cần đâu, ngồi xuống đã. Con hiểu, con khó chịu trong lòng. Con không trách con. Sức khỏe ra sao rồi? Bác sĩ nói sao vậy? Con không sao, con đã ra viện rồi. Nhưng tạm thời con vẫn chưa muốn đi làm. Chuyện của công ty con không cần lo. Con muốn nghỉ ngơi tới khi nào thì nghỉ tới khi đó. Cậu à, hôm nay con tới là muốn nói với cậu chuyện cổ phiếu Kim Hải Ngạn trong tay con. Chuyện này thì con không cần lo. Con muốn chuyển nhượng nó cho cậu. Thứ này vốn là của cậu, chỉ vì chút giận dỗi nên mới cho con. Nếu cậu thật sự phá sản, cậu còn lấy được thứ gì để đấu với người ta? Tâm Di, thứ này cậu giữ nó đi. Cậu, con hơi mệt, con muốn về nghỉ ngơi. Được rồi, con về nghỉ ngơi sớm đi. Cậu sẽ tới thăm con sao? Cậu đừng làm việc vất vả quá. Cậu biết rồi. Chào cậu. Chào con. Alo, chào anh. Tôi là Đinh Tử Thông. Tâm Di, chị làm sao vậy? Cứ mua đồ cho em hoài. Cũng lâu lắm rồi em không ở bên chị, vậy nên hôm nay đặc biệt mời em ra ngoài bù đắp cho em. Tâm Di, chị tốt với em thật đó. Tiếc là em chỉ có hai tay, nếu không thì em có thể mua đồ nhiều hơn rồi. Hai tay không đủ thì có bốn tay mà. Bốn tay à? Anh đã nói sẽ cầm giúp em mà, em cứ không chịu. Em coi Tâm Di cũng lên tiếng rồi. Vì mấy thứ này không nặng nên em muốn chờ khi có đồ nặng hơn mới để anh cầm. Hóa ra là vậy. Anh biết ngay Tiểu U không phải là người dễ đối phó mà. Tiểu U của chúng ta dĩ nhiên không phải người dễ đối phó. Con nhỏ là đại mỹ nhân, đảm việc nhà mà cũng giỏi việc nước hàng A đó. Tiểu mỹ nhân được không? Đem giúp anh. Nhiều thật đó. Anh Thiếu Bạch, cơ hội hiếm có nên anh đừng bỏ lỡ đó. Có đĩa hát mới nhất không? Ở bên đó bên trái. Bỏ xuống hết đi. Bỏ xuống hết, bỏ xuống hết. Không sao hết. Chúng ta dựa vào thực lực mà. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cũng lắm thì làm lại từ đầu. Đối với một người tàn tật mà nói, có thể ra được một ca khúc riêng đã tốt lắm rồi. Huống hồ em còn ra được cả một album, em đã hài lòng lắm rồi. Đem sách cho. Anh Thứ Bạch, tâm bệnh của Tiêu U phải nhờ anh trị rồi. Tâm Di, anh thấy em hôm nay kỳ lạ lắm. Đâu có, anh nhạy cảm quá thôi. Nè nè nè, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Tới rồi, tới rồi, tới đây, tới đây, tới đây. Nè 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 nè, đưa tôi, nè, tới đây. Để tôi giúp, qua đây ngồi đi, đưa tôi. Đây, 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 đây. Đây là của cô, đây là món tôi thích ăn nhất đó. Ăn thịt gà đi. Ăn thịt gà đi. Tâm Di, vừa mới hồi phục, ăn nhiều thịt gà đi. Được. Cô ngồi qua đó đi, cô muốn ngồi chung với Tâm Di. Cô ngồi ở đây, lâu lắm rồi cô không ngồi chung với chị ấy, Huy Tử à. Lẽ lên, hai người hài thật đó. Tâm Di, cảm ơn. Xin lỗi nha, chủ tịch. Tính khí chị ngày thường không tốt lắm. Nhưng mà sau khi chị tốt nghiệp, đã làm việc mười mấy năm ở Kim Hải Ngạn. Nhưng đừng hiểu lầm nha, ý chị không phải là chị nhiều tuổi đâu. Thật ra, chị Vàng Ni, chị vốn là một bông hoa của Kim Hải Ngạn mà. Hoa kiêu ngưu đó. Nè, đừng đánh con. Thật sự đừng nói như vậy. Em mới là bông hoa của Kim Hải Ngạn. Đâu có đâu có. Chị cũng lắm chỉ là thứ hai thôi. Ninh đi à, em tính nói gì phải không? Thực ra chủ tịch à, đã rất lâu, rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi chị chưa được thăng chức. Nếu như em chịu giúp chị thì chị nhất định sẽ cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý, cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Được rồi, được rồi.
Lúc này mà nói mấy lời như vậy, cho người ta làm sao mà ăn cơm được, thiệt tình. Em mà kệ, giờ em đang thất tình, bạn trai của em không quan tâm em, nên em nghĩ phải bứt phá trong sự nghiệp cũng không được sao? Có tội sao, chủ tịch? Em rất hiểu lý lẽ, em hiểu chị Mai chủ tịch, chị Vàng đi. Bây giờ em đã không còn là chủ tịch nữa. Thật ra những chuyện này chị nói với cậu là được rồi, sao chị nói với cậu em được chứ? Hay là em nói giúp chị nha, em nói giúp chị. Thôi bỏ đi, không cần đâu, không cần đâu. Sao cái số của chị lại khổ như vậy, đáng thương như vậy, chị không có gì hết. Em tính đi đâu vậy? Chị đi ngắm biển. Chị Vàng đi. Nè nè, ngắm biển gì chứ? Tâm Di, chắc là tâm trạng con nhỏ không tốt. Con đừng quan tâm, sao con không quan tâm được? Con thấy mọi người vui vẻ như vậy, con ngưỡng mộ cậu không kịp nữa mà. Đây cũng là nhà của chị mà. Chỉ cần chị muốn, tụi em chào đón chị trở về bất cứ lúc nào. Thật đó, lúc nào cũng chào đón con. Dạ. Tâm Di. Tâm Di. Tâm Di. Đâu rồi? Không có ở nhà. Sao hình như chị ấy còn chẳng về nhà vậy? Để em đi theo anh. Tiêu được. Tâm Di có chuyện rồi. Đi. Chị U, sao rồi, có tìm thấy không? Những chỗ chị ấy thích đi, em tìm hết rồi. Những người chị ấy quen, em cũng hỏi hết rồi. Đường nó không có, chỗ chú Hải anh cũng hỏi rồi. Nó hôm nay không nhìn thấy cô ấy, đều tại em. Em nên ở bên chị ấy suốt ngày mới phải. Nè, đường số cuộc vội. Anh gọi điện cho cậu cô ấy, coi có phải cô ấy tới chỗ cậu không? Anh đi nhanh như vậy, ngay tới thời gian để em hối hận cũng không có. Ngày nào em cũng nhớ anh. Em không chịu nổi nữa. Em rất muốn gặp anh. Hậu Thiên, anh sẽ không trách em chứ? Anh sẽ không la em lười biếng chứ? Anh đừng la em. Bây giờ em sẽ đi tìm anh. Đứng cháy, đứng cháy, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ai kêu mày trộm đồ, ai kêu mày trộm đồ? Hậu Thiên, Hậu Thiên, đừng đánh nữa. Các người tính làm gì? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi xin các người, tôi xin các người. Đừng có đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi trả tiền, tôi trả tiền, tôi trả tiền. Hậu Thiên, đừng đánh tôi nữa. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Hậu Thiên, không ai đánh anh đâu. Đừng đánh tôi. Hậu Thiên, anh còn nhớ em không? Tâm Di đây.
Anh đói. Được rồi, được rồi. Anh ăn từ từ thôi. Ăn từ từ thôi. Ngon lắm. Vậy sao? Ăn từ từ thôi. Anh ăn từ từ thôi. Anh ngoan ngoãn nằm ngủ ở đây nha. Em sẽ ở đây bên anh. Có phải anh nhớ ra điều gì không? Được rồi. Đừng ép bản thân nữa. Từ từ thôi. Nếu anh nhớ ra rồi thì nói với em một tiếng. Anh không ngủ được. Vậy em kể một câu chuyện cho anh nghe nha. Được. Trước đây có một cô gái. Cô ấy tới một khách sạn để thăm em gái của mình. Kết quả cô ấy thay quần áo của khách. Nào ngờ lại bị tổng giám đốc khách sạn tưởng là đại tiểu thư nhà giàu. Tổng giám đốc khách sạn này đưa cô ấy. Thiếu Bạch. Thiếu Bạch. Sao rồi Hạo Thiên, sao rồi? Ba. Bác sĩ nói rồi, não bộ cô ấy bị chấn động, mất đi trí nhớ. Trừ phi có sự kích thích đúng cách, không thì. Không sao, không sao. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tôi đã nói với bà rồi, con trai chắc chắn không sao mà. Bây giờ chúng ta vô trong thăm nó nha. Dì à, thật ra Tâm Chi vừa mới dỗ Hạo Thiên ngủ. Không sao, không sao, để nó ngủ đi. Con kêu Tâm Chi ra ngoài nha. Được, cảm ơn. Ba mẹ anh ấy tới. Bác, Tâm Di. Bác gái, Tâm Di. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã giúp hai bác chăm sóc Hạo Thiên. Đâu có, cảm ơn con Tâm Di. Bác đừng nói vậy. Nếu như hai người không bận tâm, con muốn ở lại chăm sóc anh ấy, được không? Dĩ nhiên là được. Được ba. Dĩ nhiên là được. Điều quan trọng nhất là cậu của con không bận tâm. Những chuyện khác đều không quan trọng. Quan trọng là Hạo Thiên không sao, con biết không? Bây giờ con chỉ muốn Hạo Thiên mau khỏe lại. Những chuyện khác con mặc kệ. Tâm Di hả? Ba có thể đi thăm thằng nhỏ không? Nhìn một cái thôi. Dạ, con đi cùng bác. Ba, con không sao. Con đã sớm chấp nhận hiện thực rồi. Chủ tịch, có chuyện gì mà vui vậy? Vốn dĩ hôm nay Giang Vĩnh Niên tới thu tiền, nghe nói con trai ta chưa chết sống sót trở về, nên cũng quên luôn chuyện này. Đám bắt cóc này cũng thật vô dụng, xử lý người cũng không triệt để, nhưng mà cũng coi như giúp tôi một việc. Lần này tới hạn mà ông ta không tới thu tiền, tôi lại có thể trì hoãn một thời gian. Bác Nhã. Bác Nhã. Chủ tịch, có chuyện gì? Sao cậu mất tập trung vậy? Đâu có. Tối qua đi coi phim chung với Mỹ Na.
Sau đó tụi tôi lên núi hóng gió, suốt đêm không ngủ. Con gái của tôi thật phiền phức, sau này cậu phải chịu đựng nhiều. Về nhà ngủ một giấc đi, sáng mai tôi có việc cần bàn với cậu. Thằng nhãi Giang Hậu Tiên đã nghe thấy giọng nói của mình. Không biết hắn có nhận ra mình không? Không được, mình không thể giữ lại mầm họa này. Mời vô trong. Hậu Tiên, bên này. Còn nhớ nơi này không? Đây là nơi mà em gặp anh lần đầu tiên. Có ấn tượng gì không? Chúng ta từng nắm tay nhau ở đây, đúng? Đúng đó. Anh nghĩ coi đã xảy ra chuyện gì nữa. Sao rồi? Sao vậy? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Đau quá. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đau quá, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Đau quá, đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Đi thôi, được không? Được. Đi. Tổng giám đốc, cô Thẩm. Sao rồi Hạo Thiên, còn nhớ nơi này không? Cậu Tâm gì? Đừng quên mối thù của ba mẹ con. Bây giờ con không quan tâm gì hết. Con chỉ cần anh ấy không sao. Hạo Thiên à, nhìn cái cây này đi. Nè, anh sờ đi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng ta đã gặp thằng nhóc ở nơi này. Sau đó nó khóc vì không thấy trái bóng bay. Trái bóng bay mất trên cành cây này. Sau đó em tính lấy xuống. Kết quả anh đã tình nguyện xung phong để anh làm. Anh nhảy rất nhiều lần cũng không lấy được. Sau đó em nói với anh, hay là để em đứng trên lưng của anh. Rồi anh từ từ lên dần để em lên trên lấy bóng. Sau đó em ngã lên người anh. Tâm Di, anh nhớ ra rồi hả? Tâm Di, phải. Hạo Thiên. Tâm Di, Hạo Thiên. Đúng là em đã ngã lên người anh, đúng vậy. Suýt nữa làm anh bị thương, chắc chắn rất đau. Phải, rất đau. Sau đó em không đi dậy mà chạy đi mất. Anh nhớ lại hết rồi sao? Trùng hợp gì? Cậu không phải con trẻ của chú Hồng Phát sao? Tới những nơi như vậy, cậu không sợ à? Bản thân ông ta còn khó giữ, đâu có thời gian quản lý tôi. Vậy sao? Lần này coi như Giang Vĩnh Niên lợi hại, nhưng tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Rồi sẽ có một ngày, hình như không có ngày đó đâu. Là ý gì? Hồi nãy tôi nhìn thấy cháu gái ông ở chung với con trai của Giang Vĩnh Niên. Có bộ dạng hai người đó rất thân mật.
Tôi thấy hai người sắp từ kẻ thù trở thành người nhà rồi đó. Còn gì mà sớm với trễ nữa. Ông đừng thấy Chu Hồng Phát gian manh xảo quyệt, thật ra ông ta chỉ khôn lõi thôi, đâu so bì được với Giang Vĩnh Điền. Hở một chút là dở trò bắt cóc, thậm chí khi con trai ông ta giả bộ ngốc nghếch. Cái gì? Còn nói Giang Hậu Thiên giả ngốc, tôi cũng chỉ đoán thôi, nhưng kết quả hiện giờ là vậy. Cháu gái của ông bị Giang Hậu Thiên quay vòng vòng. Đói rồi phải không? Vậy anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn sợi mực nướng. Sợi mực nướng à? Còn cánh gà nướng nữa. Quyết định chưa vậy? Cánh gà nướng, sợi mực nướng và ngô nướng. Được rồi, ba thứ là đủ rồi. Được, vậy bây giờ em ra ngoài mua. Anh đi chung với em nha, không cần đâu. Anh coi tivi vui vẻ như vậy, anh cứ ở đây chờ em sẽ về nhanh thôi. Được không? Được, được. Về lại đó, được. Đừng đi lâu quá, em biết rồi, tạm biệt. Hạo Thiên, là Tâm Di kêu tôi tới, đưa cậu đi ăn với cô ấy. Tôi đưa cậu đi, nè. Lát nữa, cậu có thể gặp cô ấy rồi. Cô ấy đang ở nơi mà tôi sẽ đưa cậu tới đây, cô ấy đang chờ cậu đó. Nè nè, lát nữa là cậu có thể gặp cô ấy rồi. Đừng động vô tôi, đi thôi, đừng động vô tôi. Xe ở bên đó, nè, cậu lên xe trước đi. Được rồi. Không phải anh nói Tâm Di hẹn tôi đi ăn chung hay sao? Nhưng tại sao vẫn chưa thấy cô ấy vậy? Sắp tới rồi, Tâm Di đâu vậy? Tâm Di đâu vậy? Họ không phải là Tâm Di, tôi không ăn đâu, tôi đi đi. Đi, đau quá. Buông tôi ra, đi. Buông tôi ra. Đi. Các người là ai? Tâm Di đâu? Tâm Di ở đâu? Quỳ xuống cho tôi. Đau quá. Buông tôi ra. Tâm Di đâu? Tâm Di ở đâu? Các người tính làm gì? Giang Hậu Thiên, đừng giả ngốc nữa. Hôm nay tôi không cần biết cậu ngốc thật hay là giả ngốc. Tôi phải dạy cho cậu một bài học. Ông chủ, đừng đánh nữa, đủ rồi. Cậu ta vừa bị bắt cóc, nếu cảnh sát tới thì chúng ta gặp rắc rối rồi đó. Đi thôi, đi. Giang Hậu Thiên,
Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, mày ra đây. Chào. Tâm Di, sao mà gấp vậy? Cậu đã làm gì Giang Hạo Thiên? Hạo Thiên nào? Cậu chưa từng gặp cậu ta. Cậu vẫn nói láo. Chuyện lần trước không liên quan tới cậu. Lần này nhân chứng vật chứng đều có đủ. Trong camera con thấy anh ta đưa Hạo Thiên ra ngoài mà. Tâm Di, cậu đưa Hạo Thiên đi đâu rồi? Cậu Giang nói muốn tìm cô Thẩm. Tôi đưa cậu ấy đi tìm cô Thẩm. Kết quả tìm rất lâu cũng không thấy, nên cậu Giang tự về phòng rồi. Tâm Di, Tâm Di. Tâm Di, Tâm Di, Tâm Di. Từ từ thôi. Tâm Di, chị coi Hạo Thiên kìa. Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên, nào Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên, anh có sao không? Tâm Di, Tâm Di, anh nhớ ra rồi. Tâm Di, Tâm Di, em có sao không? Thưa Bạch, Thưa Bạch, em không sao. Em không sao Thứ Bạch. Hạo Thiên, anh không sao thật chứ? Có phải anh nhớ ra tụi em là ai rồi không? Phải, Tiểu Ưu. Anh nhớ ra hết rồi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nghĩ có thể là vì vụ nổ quá mạnh khiến não bộ bị chấn động, nên mới mất đi một phần ký ức. Anh nghĩ đúng là vậy. Vậy số cuộc có phải là cậu cứ Tâm Di đánh anh thành ra như vậy không? Anh không biết. Không cần hỏi, em cũng biết là ai rồi. Em đi hỏi cậu. Tâm Di, anh đã quen biết chú Đinh rất lâu rồi. Theo hiểu biết của anh về chú ấy, anh nghĩ chuyện này không có liên quan trực tiếp tới chú ấy. Nhưng chuyện này thật quá trùng hợp. Không thể nào. Không được, em phải hỏi cho rõ. Tâm Di, Tâm Di, Tâm Di. Tâm Di, ngồi xuống trước đã. Nè, em đừng kích động như vậy. Thật ra Thứ Bạch nói cũng đúng. Có thể đúng là chuyện không liên quan tới cậu em. Nếu bây giờ anh đã về rồi, anh cũng không sao hết. Vậy em cũng đâu cần gây chuyện không vui với cậu của em phải không? Nghe anh nói, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi được không? Không sao rồi. Nè, không sao rồi.
Cậu, Tâm Di, nhìn thấy con là chột dạ sao? Đây là thái độ của con nói chuyện với cậu sao? Cậu sợ con hiểu lầm. Cậu thì có gì mà chột dạ? Bất luận ra sao, con chỉ muốn nói với cậu chuyện này. Con sẽ chia tay với Giang Hạo Thiên, sau này không gặp mặt nữa. Nhưng cậu phải hứa với con, không được làm hại anh ấy nữa. Nếu anh ấy có chuyện gì thì suốt đời này con cũng sẽ không tha cho cậu. Được, con cũng phải hứa với cậu, quay lại làm việc vì ba mẹ của con. Được, con hứa với cậu. Hạo Thiên à, sau khi anh về nhà, bác trai và bác gái nhất định rất vui. Phải, cứ kéo anh nói chuyện hoài, lại bắt anh đi kiểm tra sức khỏe. Em không biết đó thôi, khó khăn lắm anh mới có thời gian rảnh chạy ra gặp em đó. Anh có biết không, khi anh xảy ra chuyện, hai người họ thực sự rất đau lòng. Em thấy họ già đi nhiều. Đúng vậy. Vậy nên bây giờ anh về rồi, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho hai người họ. Anh sẽ làm như vậy. Anh còn phải làm một người bạn trai tốt của em nữa. Phải yêu thương bạn gái của anh thật nhiều mới được. Hạo Thiên, em nghĩ hai chúng ta không hợp đâu. Không hợp gì chứ? Anh nghĩ coi, kể từ khi anh quen biết em, hết tai họa này tới tai họa khác, mấy lần cho dù anh gặp đại nạn không chết, nhưng sau đó thì sao? Em thật sự không chịu nổi chuyện đáng sợ này nữa. Tâm Di, anh biết, anh biết. Có thể chuyện này khiến rất nhiều người hoảng sợ, cũng khiến em hoảng sợ. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng đã qua. Không phải bây giờ anh vẫn đang ngồi trước mặt em đây sao? Anh không sao hết. Hai chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Anh còn có ba mẹ cần anh chăm sóc. Anh biết. Anh hứa với em, làm sao cũng được. Anh tìm người bảo vệ cho anh cũng được. Anh mời vệ sĩ về bảo vệ anh 24/24 cũng được. Làm sao cũng được, anh sẽ không để bản thân gặp chuyện gì nữa được không? Em yên tâm được không? Anh biết là em yêu anh mà. Em đã mất đi ba mẹ. Được rồi, em muốn tận hiếu cũng không được nữa. Đừng nói với chuyện này nữa. Anh biết. Vậy anh có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện này được không? Thật hiếu thuận với họ, tiếp tục sống thật tốt. Tóm lại anh nhớ rằng em rất yêu anh, không bao giờ thay đổi. Nghe bà nói em tính đi Tây Tạng. Em vẫn luôn muốn đi, nhưng cứ không buông bỏ được. Bây giờ dù không buông được thì cũng phải buông thôi. Vậy Tâm Di phải làm sao? Cô ấy nói xa nhau một thời gian, không muốn liên lụy em. Lời nói của đứa nhỏ ngốc nghếch mà em cũng tin sao? Nếu xa nhau được thì đã xa nhau từ lâu rồi, đâu phải chờ tới bây giờ. Nhưng em cảm thấy cô ấy thực sự rất mệt. Thỉnh thoảng em cũng nghĩ, liệu có phải sự tồn tại của mình khiến cô ấy mệt mỏi như vậy? Hay là em rời xa thì cô ấy sẽ thoải mái hơn nhiều? Nếu như em rời xa, cô ấy sẽ càng đau khổ. Em cũng vậy. Anh quá hiểu nỗi đau khi yêu một người mà không thể ở bên cô ấy. Vậy nên anh hy vọng em đừng như vậy. Xin lỗi anh, đừng nói những lời xin lỗi như vậy. Tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Tâm Di lựa chọn em, anh thua tâm phục khẩu phục. Anh đừng nói vậy mà. Mấy ngày qua em luôn nhớ lại những chuyện trước đây của tụi em. Em nghĩ, nếu như lúc đầu em và Tâm Di chưa từng gặp mặt, chưa biết chừng anh và Tâm Di
và vấn đề của cô ấy cũng được giải quyết. Đây chính là duyên phận. Ai mà tránh được chứ? Hơn nữa, anh và em thì có gì khác biệt? Anh cũng là con trai của Giang Vĩnh Niên. Cũng phải. Sau khi em đi rồi, anh chăm sóc Tâm Di giúp em. Anh nói nhiều như vậy mà vẫn không khuyên được em sao? Thật ra hai người xa nhau một chút chưa chắc không phải là chuyện tốt. Có lẽ sau khi em về, tất cả mọi chuyện đều không như vậy nữa. Đặt vé máy bay chưa? Được, không khuyên được em. Nhưng mà em tự nghĩ cho kỹ, tự hỏi lòng mình, đáp án nào mới là đáp án em muốn? Nè 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 nè. Nè, nè, em làm gì vậy? Chị đang bận lắm. Nè, chiều nay Hảo Thiên đi Tây Tạng, chị vẫn còn tâm trạng ở đây làm việc sao? Đi Tây Tạng tốt mà, suốt cuộc hai người làm sao vậy? Cãi lộ mà. Hai tụi chị nghĩ rằng tụi chị không hợp ở bên nhau, nên tạm thời chia tay. Em không nghe nhầm chứ? Hai người yêu nhau tới chết đi sống lại mà còn nói không hợp. Chị ngớ ngẩn thật đó. Lần này Hạo Thiên đi Tây Tạng, tham gia đội thám hiểm leo núi. Đội thám hiểm này là tự phát, trước khi đi phải ký vô quân lệnh trạng, cực kỳ nguy hiểm. Em gạt chị, em gạt chị làm gì? Anh Thiếu Bạch nói mà, lần này Hạo Thiên quyết tâm đi Tây Tạng, nhiều khả năng là không muốn sống nữa. Tâm Di, chị suy nghĩ kỹ đi. Chị chỉ muốn cứu mạng cho anh ấy đúng không? Nhưng chị chưa từng nghĩ, nếu như không có chị, nhiều khả năng anh ấy thật sự không muốn sống nữa. Chuyến máy bay chiều nay, bây giờ chị qua đó còn kịp. Chị suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩ kỹ đi. Em đi đây. Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên, alo, 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 Hạo Thiên, anh đang ở đâu? Anh đang trên đường ra sân bay. Anh đừng tới sân bay nữa, em xin anh, đừng đi mà. Không phải em không cần anh nữa sao? Không phải, em cần, anh mau về đi. Tại sao vẫn muốn dễ anh ở nơi khiến người ta đau lòng như vậy? Đừng mà Hạo Thiên, anh đừng đi mà, mau về đi. Lần này sẽ không thay đổi nữa chứ? Em không thay đổi nữa, em hứa với anh. Anh về đi thật sao? Em không thay đổi nữa, không thay đổi nữa, em hứa với anh bao về đi. Em nói không thay đổi thì không được thay đổi nữa nha. Đã nói thì không thể không giữ lời được. Em hứa với anh, tóm lại anh bao về đi. Em xin anh đó. Người hồi nãy là ai? Người đó là Thiếu Bạch. Vốn dĩ anh đã tính đi, nhưng Thiếu Bạch nói sau khi anh đi, chúng ta vẫn sẽ đau khổ. Nếu số phận quyết định phải đau khổ thì chỉ bằng chúng ta cùng nhau đối diện. Anh tin sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng xuất hiện. Tâm Di, em có thể ở lại bên anh không? Được không?
Cảm ơn lần này em đã giúp anh. Hạo Thiên và Tâm Di sẽ cảm kích em. Em không vì họ, em là vì anh đó. Cảm ơn em. Anh muốn đi thật sao? Không đi được không? Anh đã ở đây rồi, còn giả được sao? Vậy khi nào anh quay về? Không biết nữa, coi tình hình thôi. Nếu nhanh thì có thể là một tháng, trễ thì có thể là một năm. Lâu vậy sao? Sẽ qua nhanh thôi. Nếu em tìm anh, có thể gọi điện, gửi tin nhắn cho anh bất cứ lúc nào. Gửi tin nhắn đồ thể bằng anh ở đây. Em nói gì? Không có gì. Lên đường bình an. Em cũng phải cố lên. Em hát hay như vậy, nhảy cũng giỏi như vậy, tuyệt đối đừng từ bỏ. Tiểu Ưu, anh đi đi. Anh Thiếu Bạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.